Trần Việt Elna TV xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 11 2018, cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có tham dự buổi parade tại Downtown Charlotte. Và ngày diễn hành hôm nay gồm có những anh em từ nhiều thế hệ là đã đến đây cùng đi parade tại thành phố Charlotte này. Sau đây chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số đồng hương đã tham dự ở đây, cảm nghĩ họ như thế nào. Xin chào bà, xin bà cho biết là ngày hôm nay là bà đến tham dự lần thứ mấy rồi và cảm nghĩ bà như thế nào khi bà đại diện cho người Việt Nam tại thành phố Charlotte mình đến đây để mà tham dự thưa bà? Dạ, tôi tên là Andy Nguyễn. Tôi đã đi tham dự vào cuộc này thi này là coi như là cũng là lần thứ ba. Vâng, thì cho dù là có bận rộn nhưng mà tôi vẫn muốn là tham gia để mà duy trì cùng với cái truyền thống của người Việt Nam mình, là cho họ biết rằng là cái văn hóa và những cái phong tục của người Việt Nam mình, duy trì cái truyền thống của Việt Nam mình ở trên đất nước bạn, cùng với cuộc hành trình cứu lại những cái đất nước bạn, những dân tộc bạn đã có ở đây. Còn riêng em, như ngày hôm nay em tham dự thì em cảm nghĩ như thế nào? Em cũng tìm được rất vui, cũng nhiều người ở đây. Em đợi em là Miss Vietnamese thành phố Charlotte này, thì ngày hôm nay em tham dự cái buổi đi diễn hành thì cảm thấy như thế nào? Dạ, hôm nay là lần đầu tiên em đang đi cái parade của Thanksgiving hôm nay mà em thấy rất là vui, tại vì giống như cô nói, văn hóa Việt Nam á, mình cần nhiều người biết về thêm. Hôm nay mình đứng lên, mình represent mình là ai, cho nên nhiều người rất là xin ông đã đến tham dự buổi parade ngày hôm nay là lần thứ mấy rồi thưa ông, và cảm nghĩ ông như thế nào khi ông đại diện cho Việt Nam ở thành phố Charlotte mình để parade thưa ông? Đây là lần thứ ba gia đình tôi tham dự với ngày lễ tạ ơn. Trước hết là mình tạ ơn Chúa đã cho mình được một năm qua bình an, và uống nước thì nhớ nguồn, cho nên mình tạ ơn nước Mỹ đã cho mình cư ngụ ở đây với hai chữ tự do. Cầu xin cho mọi người sự bình an và hạnh phúc trong suốt năm. Chào em, là đại diện cho Kelna, Mr. Vietnamese Kelna. Thì ngày hôm nay em đi parade thì cảm nhận em như thế nào, và em có hạnh diện khi mặc một cái bộ áo dài con rồng trái tim của chúng ta để mà trước những người Hoa Kỳ và những người dân tộc khác hơn. May I answer in English? Yeah, good. It's great to be here. It's I'm wearing my aoyai just to represent like Vietnam, like to the Vietnamese community here, and just shows that we are here as one and we are all together in Charlotte together. We're like a melting pot. Can you tell me your name? My name is Terry Dong. Terry. Yeah. You. Yeah. Terry. You. Terry. You. Yeah. Dance Academy. Y'all are pretty.
Em ngày hôm nay em tham dự thì cảm nghĩ em như thế nào? Em có hãnh diện hay không với cái áo tảo dài màu xanh này? Dạ thì đương nhiên em hãnh diện. Và ngày hôm nay có rất nhiều let's say a lot of different communities come together. I think it's a very good event and I'm glad to be a part of it today to represent the Vietnamese community. And I just like how everyone's kind of united in it and I really think that I'll be coming back next year to represent Vietnam again. Buổi parade được tiếp xúc vào lúc 11:30 cùng ngày. Trần Việt, Carolina TV.